Ok rồi anh Phi. Khi mà anh điền đơn vào xin việc công ty chúng tôi đó, thì anh cũng biết rằng anh phải trả một cuộc phỏng vấn với cái máy phát hiện nói dối 3.000. Cái máy này sẽ báo ra tín hiệu khi mà nó nhận được những lời nói dối. Thì bây giờ xin anh hãy nói cái gì đó không đúng sự thật để cho máy nó cài đặt. Màu cỏ là màu tím. Tôi là đàn bà. Tôi không bao giờ coi hài tục tiểu. Đúng rồi, tập nào tôi cũng coi hết. Có nhiều người cũng thích lắm. Rồi bây giờ anh hãy nói cái gì đó đúng sự thật để cho máy cài đặt lại tín hiệu nha. Con cú của tôi dài 30 cm. Có sự kỳ. Sao máy nó không báo tín hiệu vậy? Tại sao nó phải báo? Thì làm sao mà anh có thể... Con cú của tôi dài 30 cm. Nghĩ lại chắc 31 cm. Ồ, 30 cm. Thiệt vậy hả? Làm sao mà anh có thể có một con cu dài 30 cm? Anh biết là cái thân thể, cái tướng của anh mà con cu dài 30 cm. Thôi à, anh có thể hỏi tôi câu khác được không? Bỏ cái vấn đề này nha. Xin lỗi anh. Nhưng mà không thể nào được. Ai mà anh làm sao con cu 30 cm cũng giống như là một chiếc xe tải chở thịt vậy đó biết không? Anh hiểu tôi nói gì không? Tại sao anh chú tâm nhận cu tôi quá vậy? Bộ anh bê đê hả? Tất nhiên là không rồi. Anh có biết không? Không có ai thích cái lộn bằng tôi hết á. Tôi là tiên nữ bố cu. Thôi mình hỏi trả lời tiếp đi nha. Anh có bao giờ từng bị đuổi việc chưa? Chưa. Bạn anh có bao giờ ăn cắp tiền của công ty chưa? Dĩ nhiên là không. Đụng má thôi được rồi có. Tổng số tiền anh ăn cắp là bao nhiêu? Đổ bao nhiêu đâu, 50 đồng à? 500 đồng. Tôi không nhớ được bao nhiêu. 43.298 đồng với 23 cent. Cái con số tiền nó rất là lớn biết không? Thì hồi đó tôi bị bệnh ung thư vú đó. Tôi lấy số tiền đó tôi mua chiếc thuyền. Rồi tôi đặt tên của nó là vú. Anh Phi à, tôi nói thiệt với anh nha, đây là một cái buổi phỏng vấn rất là thành công. Vậy hả? Thành công của cả. Đủ mẹ mày là cũng có con người mà tồi tệ nhất mà tôi đã từng phỏng vấn nha Phi. Tưởng như hồi đó là tôi đá mày ra khỏi để tôi chém mày 3 nhát rồi đó. Nhưng mà tại vì công ty bắt buộc tôi phải hỏi mày câu cuối cùng rồi mới xong. Anh có bao giờ nghĩ rằng sẽ cho một người đàn ông bố cô mình để được công việc không? Dĩ nhiên là không. Hôm nay tôi cảm thấy mình quá là đẹp trai. Bỗng nhiên hôm nay tôi cảm thấy mình quá là đẹp trai đi. Sáng sớm thức dậy anh bỗng thấy mình quá đẹp trai. Ai biết cái số của ông trời, ông tạo anh ra để sát gái. Ngó qua bên này em lại kết, ngó qua bên kia em kia chết. Trên tình con người anh hoàn hảo, không có chỗ nào để chê hết. Anh đâu có bỏ tiền cua gái, gái bỏ tiền ra để cua anh. Anh đâu có cần trả xe xịn, anh đâu có cần trả xe nhanh. Bật cú phun biết bao người chở, gái phóng xe đến.